Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi HT Learning Center. Sự thành công của con em quý vị là niềm tự hào của chúng tôi. Toyota Place Garden Grove 1-800-357-6738. Thảo Hiên, Hoàng Trọng Thủy xin trân trọng kính chào quý khán thính giả, chào đón quý vị đến với chương trình phát hình live của Little Sài Gòn TV trên mặt tầng 57.7 hệ thống Galaxy 19 trong ngày thứ 5 sắp tới ngày cuối tuần rồi. Quý vị có khỏe không và cảm ơn quý khán thính giả rất nhiều đã chọn Little Sài Gòn TV để theo dõi các phần tin tức vào sáng ngày hôm nay. Đây là hình ảnh live tại Quốc hội Hoa Kỳ và các ông dân biểu đang được lên diễn đàn, mỗi ông được phép vài phút đồng hồ trình bày về ý kiến của mình trước khi toàn bộ Hạ viện bỏ phiếu bầu và họ sẽ hỏi từng người một yes or no. Để rồi kết quả theo ông Paul Ryan là hy vọng sẽ đạt được đủ 216 phiếu để thông qua dự luật cải tổ y tế hủy bỏ Obamacare. Và tiến trình này có thể kéo dài qua khỏi giờ ăn trưa, nhưng dự đoán là buổi chiều nay các vị dân biểu sẽ rời thủ đô Washington để về nhà của mình trong vòng 11 ngày reset. Họ có thì giờ để gặp các cử tri địa phương để thăm dò thêm các ý kiến cũng như làm việc với khu vực địa phương của mình. Chúng tôi sẽ có phần tin chi tiết liên quan đến kế hoạch cải tổ y tế mới của ông Trump hủy bỏ Obamacare, trong đó có những chi tiết như thế nào và liệu rằng có qua nổi Thượng viện hay không. Thế nhưng trở lại là lo cho thời tiết của mình nhiều hơn. Dự đoán thấy rằng là thứ bảy chủ nhật có mưa, không biết đến giờ phút này như thế nào, cái cơ hội mưa sẽ là bao nhiêu hả Thảo Yên? Vâng, thưa quý vị, như anh Thụy nói là cuối tuần này dự báo thời tiết là sẽ có mưa, mà đặc biệt là vào ngày chủ nhật. Nhưng mà ngày hôm qua đó thì dự báo thời tiết cho biết là sẽ mưa vào buổi sáng, nhưng mà đến bây giờ thì lại cho thấy là sẽ mưa vào lúc chiều tối. Chiều tối chủ nhật. Chủ nhật. Vâng. Và nhưng mà cơ hội thì nó đã rớt xuống rồi, ngày hôm qua là 50%, nhưng bây giờ chỉ còn có 30% là sẽ mưa mà thôi. Nhưng mà những ngày này có thể là không mưa, có hoặc thể là mưa không ở đâu đó chứ không phải ở đây. Vâng, 20-30% là thấy là ít rồi. Và đặc biệt là ngày thứ bảy thì là có gió lớn nhất trong tuần ngày hôm nay, thưa quý vị. Vâng, từ 15 cho đến 25 dặm một giờ. Vâng, có lẽ chắc anh không đi câu được rồi. Nếu mà gió như thế thì sóng cũng khá lớn. Đấy, không thể ra khơi được. Vâng, yeah. Ngoại trừ chỉ có ngày chủ nhật là cho thấy là sẽ mưa, còn những ngày khác thì nhiệt độ cũng từ 65 cho đến 70 độ, không có nóng lắm thưa quý vị. Nhưng mà ở Missouri thì không được lý tưởng như vậy, khi mà ngày hôm qua từ bang Missouri lại tiếp tục hứng chịu một cái đợt mưa bão thứ nhì, yeah, làm nặng thêm cái tình hình ở đây khi mà vào tuần trước đã bị một cái trận bão lớn. Hậu quả là 272 con đường đã hoàn toàn bị hư hại, ngập lụt, phải phong tỏa. Và điều này cũng khiến cho hàng nghìn cơ sở thương mại bị ảnh hưởng, chưa kể là nhà dân, thưa quý vị, như quý vị thấy là nó ngập lên tới nóc. Và mực nước, nhà nó trôi luôn. Vâng, mực nước ở những con sông lớn như là Erika hoặc là Merrimack đã trào ra ngoài và đe dọa là sẽ tràn vào khu vực nhà dân. Thì tất cả trường học của 4 quận thuộc St. Louis đã phải đóng cửa vào ngày hôm qua. Và cơ quan thời tiết quốc gia tiếp tục ban hành khuyến cáo lũ lụt vào ngày hôm nay. Và sẽ cho những tiểu bang như là Oklahoma, phía bắc của Arkansas, Illinois và Indiana, thưa quý vị. Missouri, Arkansas, sáng nay họ nói rằng là có nguy cơ vỡ đê, vỡ đập ở hai bên con sông. Và hình ảnh của Thảo Yên vừa gửi đến quý vị cho thấy rằng là wow, chưa bao giờ mà lũ lụt như thế. Chúng ta cũng thấy ngay từ đầu tuần đó, bão đã gây thiệt hại đến 12 người từ Texas, rồi bắt đầu thổi qua các khu vực Mississippi, Alabama, đi vào Arkansas. Họ cũng đã dự đoán bão tố sẽ phủ vào đây, không ngờ nước hầu như toàn bộ cái lượng nước nó đổ vào Arkansas và Missouri, hàng triệu người và tình trạng khẩn cấp đang được loan tải, thưa quý vị. Trong khi đó ở tại tình hình ở New York thì ra sao thị trường tài chính nữa. Ngày hôm nay Bộ Lao động Hoa Kỳ công bố là trong tuần lễ vừa qua số người mà xin trợ cấp thất nghiệp
thấp hơn tuần trước khoảng 19.000 người, 19.000 và đơn đã giảm, và con số xin trợ cấp thất nghiệp hiện nay là 238.000. Đây là con số được xem là tốt đẹp. Tuần lễ trước đó thì lại có số tăng, nhưng bây giờ lại drop 19.000. Qua đó, liệu rằng thị trường tài chính có khấm khá hơn hay không? Không khấm khá hơn, thưa quý vị. Giới đầu tư hồi sáng nay họ nói họ cũng đang chờ đợi để xem kết quả bỏ phiếu ra sao. Mặc dù có nhiều người họ cũng đã đoán trước là Hạ viện bằng mọi giá phải thông qua để đỡ mặt cho ông Donald Trump cũng như ông Paul Ryan. Tuy nhiên, giới đầu tư nhìn xa hơn để liệu xem có những ảnh hưởng như thế nào đối với kế hoạch cải tổ y tế. Dow Jones xuống 28 điểm ở 20.929, Nasdaq xuống chỉ có hơn 1 điểm 6.071, S&P 500 hầu như đứng yên tại chỗ. Xem ra cũng không có gì là nghiêm trọng ngày hôm nay, ngoại trừ giá vàng. Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ sáng nay tuyên bố là trong thời gian qua, số người mua vàng đã giảm. Người ta không thấy cái vàng, cái giá nó hấp dẫn nữa. 1.265 đồng không hấp dẫn. Vì thế họ đã không mua vàng, và chỉ với cái tuyên bố này thôi đã khiến giá vàng sáng nay giảm 20 đô la. Đây cũng là cơ hội cho Thảo Yên, cũng chờ đợi cả mấy tuần lễ này. Cứ hỏi tôi là bao giờ giá vàng xuống dưới mức 1.200 thì đang có cơ hội thôi. Vâng, 1.230 đồng 10 sen. Nguy hiểm hơn là giá dầu, thưa quý vị. Và giá dầu cũng đã khiến cho thị trường chứng khoán đi xuống và đang trì trệ ngày hôm nay. Và điều này cho thấy rằng là khối OPEC với 10 quốc gia sản xuất dầu hỏa lớn nhất thế giới, họ đã nỗ lực giảm 1.200.000 thùng trong thời gian qua, và kéo dài đến giờ phút này. Họ dự trù ra cái kế hoạch cắt giảm sẽ kéo dài đến tháng 6. Nhưng mà mặc cho cái sự cắt giảm này, giá dầu vẫn tiếp tục đi xuống. Bởi vì sao? Dầu tiêu thụ giảm, năng lượng càng ngày càng thấy là, quý vị, năng lượng tái chế trong vòng 8 năm của ông Obama vừa qua đã giúp cho, thứ nhất là xe không còn chạy bằng xăng nữa. Nhiều nhà máy bây giờ họ sử dụng solar panel, bảng năng lượng mặt trời, rồi năng lượng gió nữa. Không phải là khuynh hướng của Hoa Kỳ mà khuynh hướng của thế giới. Và quý vị cứ tưởng tượng xem, 5-10%, 20% nỗ lực của ông Obama là phải vượt quá 20%. Chưa biết được ông Trump sẽ như thế nào, có phần đi ngược lại. Nhưng mà quý vị tưởng tượng ngày xưa mình tiêu thụ 20 triệu thùng dầu mỗi ngày, thí dụ như vậy đây, tức là chiếm tổng số năng lượng tiêu thụ. Bây giờ chỉ còn có 16 triệu thùng thôi. Tại vì giảm 20% là năng lượng tái chế từ mặt trời, gió, rồi thủy điện v.v. 20% là đủ để gây ảnh hưởng đến giá dầu. Và điều này cho thấy cái khuynh hướng trong tương lai. Khi mà thế giới mặc dù có phát triển kinh tế, nhưng mà họ chủ trương phát triển kinh tế một bằng năng lượng sạch. Và năng lượng sạch ngày nay, trong cái thời gian qua, quý vị, mấy năm vừa qua, quý vị thấy quảng cáo solar panel, thì nội cái gia đình, mỗi một gia đình tiêu thụ năng lượng ít hơn thôi, đều gây ảnh hưởng chung đến tình hình năng lượng thế giới. Chưa kể là cái kế hoạch khai thác phiến đá dầu nữa của Hoa Kỳ đã giúp cho cái thị trường trên thế giới ngày nay tràn ngập dầu. Dầu xuống, điều này cũng khiến cho các nhà đầu tư và khai thác dầu ở Texas cũng buồn. Xuống 1 đồng 19 sen còn có 46 đồng 63 sen. Có lúc lên tới 53 đồng. Người ta tưởng sẽ mức đó từ 50 tới 55 đồng sẽ ổn định từ bây giờ cho tới tương lai thôi, phải không? Vâng. Nhưng mà không ngờ còn có 46 đồng 63 sen. Chúng tôi cũng ngạc nhiên về cái con số này, thấp lắm. Và điều này cũng là vui. Túi tiền của quý vị không hao tốn thêm trong thời gian tới. Chúng tôi trở lại ngay sau phần quảng cáo và gửi đến quý vị phần tin chi tiết liên quan đến cuộc tranh cãi hiện nay về hủy bỏ Obamacare, nhưng mà có khả năng sẽ thông qua chiều hôm nay, quý vị nhé.